Đây bọn em trở lại video hôm nay, kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2024. Bò về trại em rất là đông bò anh chị. Mời anh chị gần xa này bò xem cùng tham khảo ha. Giờ em quay nguyên cái lô bò 3B để anh chị xem từng mã một. Mã số 1 là 3 con. Con số 1, số 2, số 3 giá là 17 triệu 500 ngàn. Ship tận nơi cho anh chị từ 100 đến 200 cây nhé. 3 con giá là 17 triệu 500 ngàn một con. Đây bò đứng đầu tiên, bò số 1. Con số 2. Con số 3. Giá là 17 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị 100 đến 200 cây. Là bò này chiều cao của bò là 1m15 ha. Một con đứng giữa này học tí học nha anh chị. Bò này không đủ 1m15 ha. Con này đủ 1m15, còn con ba con này thì nó học tí. Là mã số 1 3 con giá 17,5 một con. Tới mã số 2 là 4 con. 1. Con số 2. Con số 3. Con số 4. Giá là 18 triệu 500 ngàn một con, anh ship tận nơi cho anh chị 400-200 cây ha. Bò này chiều cao của bò là 1m16 đó lên anh chị. 1m16 đó lên ha, giò cẳng rất là to tê luôn. Xương đòn dài ha, lưng rưng rộng. Khoảng đường đóng cho dắt sâu luôn, ăn thịt dai rất là hở anh chị. Giá có 18 triệu rưỡi một con à. Bò này là 8 tháng anh chị, cứng bò hết ha. M16 là 4 con, giá tiền là 18 triệu 500 ngàn một con, ship tặng nơi cho anh chị từ 100 đến 200 cây ha. Là 4 con bò này giá 18,5, chiều cao lưng nách chèm hè anh chị, xương rất là to luôn. Là 4 con đó ha. Rồi 4 con này, con số 1 tiêu, con số 2, con số 3, con số 4. Chiều cao của bò là 1m16-17 anh chị. 1m16-17. Giá tiền là 19 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị từ 100 đến 200 cây ha. Bò này lỡ lứa lớn bò anh chị, xương đòn ha. Xương rất là to luôn, đòn dài lưng thẳng. Mắt toàn bộ đem đi trại là cổ rô anh chị. Đó, dai con nào ấy là rất là hở luôn, lưng rộng. Đó, đùi to ha. Hình dáng rất đẹp bò luôn. Đây. Con này con màu râm muối tiêu. Con này cũng râm muối tiêu luôn. Xương hình lưng nách chè phè anh chị. Xương rất là to luôn ha. Bốn con này giá là 19 triệu 500 ngàn một con. Chiều cao của bò là 1m16. Đồng tương tự như nhau. Rồi bốn con này. Con số 1. Con số 2. Con số 3. Con số 4. Chiều cao của bò là 1m17-18 anh chị. 1m17-18 ha. Hai con này 1m17-18 có dư luôn nè. Còn hai con này 1m17 anh chị. Giá tiền là 21 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị từ 100 đến 200 cây ha. Nè, kim dai con nào rất là hở luôn chị. Nè, đòn dài lưng thẳng, hang đầu to, mỏ cục lưng đôi, đòn dài xương to. Hình hài rất là đẹp luôn. Bốn bò này giá tiền là 21 triệu 500 ngàn một con. Bốn con này hình dáng rất là đẹp luôn, xương to anh chị, hai chân trước hai chân sau thẳng ra ha. Hình hài rất thẳng rang, lưng đôi, đòn dài hai chân trước thân sau gối nhượng thẳng. Bắt toàn bộ đem điều trại là cổ rô anh chị dòng 1 ha. Hình hài rất là đẹp luôn. Có hai con này, chỉ hai con này là giá là 21 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị từ 100 đến 200 cây. Giá 21 triệu rưỡi, chiều cao của bò là 1m16-17.
Rồi bốn con này, bốn con này giá 19 năm. Đó, là giá 19 năm ha. Quay đi sơ qua các anh chị xem kỹ ha. Đây, hình hài rất là đẹp luôn, kim dai sân lưng bản đồ con nào thấy rất là to luôn. Đó, giá là 19 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị từ 100 đến 200 cây. Đó, hình hài rất đẹp, đòn dài xương to, anh chị gói nhận thẳng ha. Bao lỗi bao ship cho anh chị ha. Bò này không có lỗi gì anh chị, rất là khỏe luôn. Bò này em bắt về trại đã tiêm phòng vaccine đầy đủ nên anh chị yên tâm bắt bổ béo ha. Bò này rất là khỏe. Rồi bốn con này giá là 18 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị. 18 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị là bốn con này ha. Giá là 18 triệu 500 ngàn một con. Chiều cao của bò là 1m15-16 anh chị. Hình hài rất đẹp. Còn ba con này giá là 17 triệu 500 ngàn một con. Xương to đòn dài lên thẳng anh chị. Mông to ha. À, hình hài rất đẹp luôn. Giá 17 triệu 500 ngàn một con là giá. Và ba con này chiều cao của bò là 1m15 đáo lại anh chị. Rồi em kế tiếp em quay lô bò lỡ bên kia, hấp kem với ba bê kem. Bò lỡ là bò này 9-10 tháng thôi anh chị. Đặng bò đứng đầu tiên. Con số 1. Con số 2. Con số 3 là ba con bò kem. Giá tiền là 18 triệu 500 ngàn một con, ship tận nơi cho anh chị từ 100 đến 200 cây ha. Nó bò ba con này giá 18 năm. Hình hài rất đẹp luôn. Còn bò lỡ này 10 tháng anh chị. À, bò lỡ này chiều cao của bò là 1m18 đó lên anh chị. Đó, 1m18, 1m20 ha. Em đặt thân hai thân anh chị. Đó, bò lỡ này bò này sẽ giảm được hết rồi. Bò lớn bò ha. Đó, con bông cũng vậy luôn, 1m18 đó lên. Hình đòn rất là dài luôn. Đó, con này. Đó, cũng 1m18 anh chị, đòn rất là dài luôn. Cái lưng nó chèo phè, có tại cái lưng. Dán be là sẽ chị bắt còn bọn gì lại ha. Con hoàng mới hình hài rất đẹp bò luôn. Địa chỉ của trại em là trại bò Tư Chiến, Mỏ Cày Bắc, trại bán bò nuôi Bến Tre. Chị chia sẻ giúp em ha, trại bán bò nuôi Bến Tre, trại bò Tư Chiến, Mỏ Cày Bắc. Rồi cuối buổi video hôm nay em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn thành đạt, thành công trong công việc. À, em xin cảm ơn.